Không hiểu nữa chị. Em quý quá không biết nói vậy. Gì bác? Cái này không ghi tên à? Xin nhắn anh Quỳnh Thanh Đình đó là bời nè, bời đi làm nhà xây chơi thế nhạc nghe đi cỡ á. 30 tuổi một cô bơi rồi anh gọi nhanh đấy, bơi được tuổi luôn, 30 tuổi luôn. Đồng hồ chị bắt lấy chị rượu chị bắt đi là cát nào tạo đồ cắm ở đây này bây giờ sao biết cắm do anh chưa vừa nhanh hơn anh trẻ. Cái trước kìa. Cái này là... Mà sao có riêng làm nhà xì không có vậy? À, thì có anh em mà riêng làm nhà xì nó. Thằng hai này có đứa nào sinh nhật không? Có hơi gà. Có đồng chí nào sinh nhật không? Dạ. Thằng hai cũng không. Thằng ba chắc có đúng không? Có. Tháng 3 có mua gì lên ngày 8 tháng 3 cùng kỳ nữa. Tháng 3 mấy người? Đúng rồi sao bố ạ? Đi qua đây nghe. Đi qua đây. Bỏ lên cái giường của anh đấy không? Bỏ lên đây, để xong nào, từ từ để xong nào. Đây, ở ngoài đấy, ở ngoài sân. Đấy. Dạ rồi. Anh đâu? Anh đâu? Anh đâu? Anh đi đến xuống bia. Cái gì mà tự nhiên được? Chụp ảnh của anh em ơi. Rồi chụp ảnh kỷ niệm nhân mình đây. Được. Em phải đứng bên cạnh mình. Em phải đứng bên cạnh mình. Cần bên kìm ra. Người đẹp trai nhất đại đội. Bị bay móng rồi. What the hell? Đi căn tin bị bay móng. Đông đấy. Mẹ thế là thằng. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Chờ chút. Chờ thằng đâu. Ra đi. Lấy cái ghế. Ý là cái điện thoại mình có chế độ hẹn giờ không nhỉ? Đi xuống chờ, rồi 1, 2, 3 rồi từ bây giờ tất cả anh em cùng thổi anh đi. Đầy đủ chưa? Có ai thằng nó gác về không? Rồi. Gác về nhỉ? Anh tao mua được các thứ đi chứ? Đầy đủ chưa? Có đi, gọi nó về đi. Ok. Cảm ơn. Đức. Cái chút đường mới đây anh giả quá. Rồi.
Bình phát biểu chúc mừng sinh nhật Bình đi. Hai đồng chí. Hai đồng chí. Hai đồng chí cầm máy này chụp hình nào. Nay có ngủ không? Cầm máy này chụp hình là đến nay giờ có ngủ không? À, nâng lên. Này nhìn đây, tập trung tất cả nhìn đây, như đây hình nào mà. Đưa em đây đó. Cái thằng đông. Rồi. Nến bật lửa. Ai có quẹt không cho mình thử à? Đường tí hát thôi. Mở ra hát đi. Biết đánh bài hát đi bao đâu? Biết anh, em biết. Đông nay đẹp. À mà đưa cái đàn cho anh đi. Đông nay nhỏ. Đây đây đây. Tao đi. Bật đi em, bật đi. Bật mở màn nè. Đây bật mở màn này. Thằng Kiệt nó có chị gái mà mày phải hát đàn anh đi. Rồi. Tắt bớt cái điện với lại. Tắt bớt đi để lại một bóng. Không đừng đừng tắt. Đừng tắt lên. Để điện cho nó sáng mới. Chia bánh cho bên kia này kìa, bên kia không có bánh kìa. Thổi thế mày, cũng bộ đội thổi to. Cái bàn bên kia. Đấy. Nào bên kia có kịp lấy được cái hình mà nó thổi nến không? Đây, sắp lại đi làm động tác thổi mà nhưng mà nhưng mà nhớ là dừng lại ở cửa động 1 nhé để thổi. Cửa động 1. Cửa động 1 này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đạo đó là để thôi, chẳng hạn thôi. Là chung mỏ là để hình đấy. Mỏ. Mai mốt về còn có cái hình để làm kỷ niệm nhỉ. Để cái gì mà trong 4 tháng lại sinh nhật đúng cái thời điểm này nhỉ. Thì suốt năm rồi. Rồi suốt ngày anh mới sinh nhật. Hai chú nâng lên rồi anh. Cửa động 1. Nhu. Nhớ là dừng lại ở cửa động 1 nhé. Cửa động 1 tiêu hóa. Nhu. Quay mặt vào đây đi, thủ đến đi. Một, hai, ba. Bữa nay tầm đợi thấy vậy quá vui anh. Mời anh em tổ chức sinh nhật cho mình. Một đây đúng không lại? What the hell? Không phải lần cuối cùng mà chỉ được một lần. Sáng năm thì còn đang ở trong đồi mà. Về đồng là để mình mẫu người mẫu đội cả. Có cả. Hứa hẹn gì cho anh em đi. Tạm kỳ có mời không? Tạm kỳ có mời không? Cứ mời vậy đó.
con mang hết cho em nghe. Cây cây phát biểu đấy cây. Em quý quá anh biết nói vậy. Quý quá. Quý quá không nói gì được. Rồi, ông coi, ông biểu đi. Cố mang anh đi, nhé. À, bố tay đi. Vỗ tay cái đi, vỗ tay đi. Bài à, mừng tụi mừng tốt luôn á. À, anh em nha. Bài gì vậy? Tụi mừng tốt luôn. Rồi. Mày nè, tụi mình. Tiếng lại, tiếng lại. Phim mà anh đâu phải chụp hình đâu. Bây giờ diễn. Bây giờ anh quay phim mà. Lắc lắc. Em tưởng mận lo. Quên bị lo. Với. Thôi đồng chí cầm với đồng chí Phước hát đi. Trung rồi đồng chí Trung đi hát đi. Về với nhau. Không, đừng mở loa, mở loa. Hát đàn hát đi. Hát đàn hát thôi. Ông nghe mấy, đi. Làm sao để giữ phải tìm hoài cảm giác bối rối. Lần này anh đã cố nói đừng
thành công. Họ có biết những lâu ngày em đâu, là cần chia sẻ với yên buồn nhau. Về bên anh gió lòng đôi hoa, ở bên anh yên giấc mơ màng. Ngồi đây nghe tiếng lòng thở than, chờ mong ai hơi ấm nhẹ. Xin đừng đi, anh cần em nhớ. Lỡ bạn rồi. Ô, đi bộ đội sướng lắm anh bọn ơi. Điều đó đó, tiền mai. Đi không ngờ trên áo còn thiếu hoa phúc chặt lòng. Anh đi xa sẽ không buồn mình đi qua em ơi. Anh cho lại ngắn ngủi tờ giấy nhỏ làm sao bên thằng băng tơ vò ôm cơ khe núi ông đặt bầu trời lên nếu có thành trăng. Em biết không mùa xuân chỉ trọn vẹn tim làm đường khi ta thì thấy nhau từng trăng kia vàng cũng che trước đầu ngõ. Giờ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu anh chẳng ước mình như là cánh chim. Bởi những mong trời đất mẹ đã bao la anh muốn được nghe giọng em nói muốn thấy em cười bình yên chứ sợ anh. Về bên anh nhé em, cầm tay anh nhé em, cùng bên nhau và sưởi ấm đêm đông. Mùa xa lòng này thương nhớ em, chìm vào trong giấc mơ để có tiếp một lần nữa kêu tên. Vì đôi lúc anh thấy em giận này quá lên đôi tình không mấy giờ cứ phải nhỏ như chân xa rồi. Em phương bên kia lá đâm trồi thay lá gương bông thì thôi nhé em cứ ở lại giây phút ta mong. Đưa tay lên nhìn bầu trời mình thương bay đâu mấy nghìn ngàn em còn bờ vai này sao xin xin sao không tên em ơi. Toàn Vinh anh thiếu Vinh điểm mà điểm giữa đấy. Chào quý vị các bạn. Đội mũ vào đấy nha, cho đẹp chứ. Đúng đẹp chưa chứ? Đây. Anh hồi còn có đấy. Đấy. Tắt rồi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây. Dạ đâu quay đâu. Dạ đây, dạ đây. Dạ dạ. Mấy giờ em?
1 2 3 4 lêu 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 1 2 3 4 lêu 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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 5 anh sao đang điều diệu dàng hai mà hát. Tôi thì là riêng em từ chẳng thì tôi sẵn từ tiền mẹ ca sĩ được đến vợ chồng. Lắm lắm mỏ xì. Chúc ngày đồng chí hỏi á, yêu hát thứ hai quả là lý do gì?
mua quả bóng để chụp xoay 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 này đẹp. Để ở giữa xoay cũng bóng, cũng bóng kín kiểu hết đấy. Ôi, rốt mày. Nhiều khác hơn này. Bài gì giới thiệu nhá? Bài gì giới thiệu nhá? Hôm nay sinh nhật. Hôm nay sinh nhật của ơi. Em ơi đừng không sống thương hại ruột não.
nửa bài thôi để mặc đồ điểm danh. Hát nửa bài. Chưa chưa. Không làm nữa. Oh!
mặt tôi đi đừng ra nhà. Cố gắng đôi môi để nghe lý do tại sao.